Ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau đi đi, đừng để thứ bệnh đó lây cho bọn ta. Không, không. Tại sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi lúc nào cũng tiên phong trong việc đi kiếm thức ăn, chống lại kẻ thù, luôn luôn đi đầu để đem lại sự an toàn cho bầy loài khủng long ăn cỏ. Cuối cùng khi tôi bị bệnh lạ, mấy người lại xua đuổi tôi. Mày đừng có kể công nữa, nói nhiều vô ích. Mày ở đây không những có thể lây bệnh cho bọn tao, còn tốn thức ăn, còn dành mấy em khủng long cái cho bọn tao nữa. Mau cút, rồi tìm cái chỗ nào vắng vẻ, kết thúc cái mạng sống vô dụng của ngươi đi. Các người tàn độc quá. Được rồi, được rồi, ta nguyền rủa các người. Sau này mà có con cháu, con cháu của các người không có bổn phận đi to lên. Mời đẻ, mời đẻ. Chào các bạn, tôi là một con khủng long ăn cỏ Titanosaurus. Tôi cũng có gia đình và có đồng loại của mình. Tôi luôn sống hết mình với bầy đàn. Nhưng cho tới một hôm, trong lúc đi trinh sát, tôi đã mắc một thứ bệnh lạ khiến người của tôi lở lét khắp nơi. Và đồng loại của tôi bắt đầu xa lánh, khai trừ tôi. Tôi rất thất vọng, thế là tôi cũng quyết định bỏ đi, đi thật xa để tìm một chân trời mới. Nhưng mà cái thứ bệnh kỳ lạ trên người của tôi càng ngày càng nặng, khiến tôi rất đau đớn và ngã gục xuống. Không, không, tổ tiên ơi, hãy lấy lại công bằng cho tôi đi. Tại sao tôi sống hết mình với đồng loại mà họ lại đối xử với tôi như thế này? Này, hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Mình ở đâu đây? Không lẽ mình đã chết rồi hay sao? Ngươi chưa chết đâu. Ngươi là một con khủng long tốt, biết sống vì bầy đàn. Ta sẽ chọn ngươi là cái kế thừa để bảo vệ thế giới này. Cái quái quỷ gì thế kia? Ngươi là ai? Sao ngươi lại có hình hài của một con khủng long Titanosaurus giống bọn ta? Ta là tay tầm gốc, vị thần cai quản tất cả các loài khủng long tại nơi này. Trước đây ta từng tồn tại ở thực thể khủng long ăn cỏ, nhưng may mắn ta gặp được đấng sáng tạo. Ngày ấy nó ban cho ta cơ thể và sức mạnh như thế này để tiếp tục bảo vệ thế giới khủng long. Nhưng giờ đấng sáng tạo muốn ta đi đến một nơi khác, do đó ta cần một người kế thừa ta tiếp tục bảo vệ thế giới này. Vậy giờ tôi phải làm sao? Ta sẽ ban cho ngươi một cơ thể mới. Hãy tỉnh dậy và đánh đuổi những kẻ tàn ác đến từ địa ngục. Chỉ là giấc mơ Không phải là giấc mơ. Mình thực sự đã gặp khủng long thần thánh Titan God. Ông ấy đã hồi sinh mình. Hay quá. Trời đất ơi, cơ thể của mình sao trở nên rắn chắc và có màu sắc lạ thế này, giống như là đầy kim loại vậy. Nhưng mình cảm thấy khỏe hơn nhiều. Hay quá. Được rồi, mình sẽ nhanh chóng quay trở về nhà của mình, quay với tất cả đồng loại của mình. Chắc chắn họ sẽ thích mình rồi cho mình nhập lại bầy đàn. Này, mọi người ơi, mọi người ơi, nhìn tôi nè. Có chuyện gì vậy? Không, mọi người ơi, sao lại chết hết rồi? Hồi nãy tôi chỉ chu ẻo là mấy người đẻ con ra không có bộ phận đi toilet thôi mà, chứ tôi có chu ẻo mấy người chết yểu đâu. Đau quá, cứu tôi, không phải vật liệu muốn giết tôi. Cái gì nữa kìa? Sao lại có một con quỷ lửa bùng phát ở đây chứ? Không lẽ nó là kẻ đã tàn sát hết đồng loại của mình? Khốn kiếp, mày cũng phải đi giết hết loài khủng long ăn cỏ của bọn tao không? Là tao đó thì sao nào? Trông mày thật kỳ lạ, con khủng long ăn cỏ này. Khốn kiếp, mày đã chạy đi đâu? Mau đứng lại, mày sẽ giết chết mày. Anh mày khủng long ăn cỏ ơi, hắn còn đồng bọn của hắn
Cái lũ khốn chết tiệt quái quỷ đi. Mẹ kiếm, mày không phải là một con khủng long bình thường, sao mày mạnh thế? Hay quá, anh giết được nó rồi kìa. Nhưng mà làm ơn, cứu lấy gia đình của tôi đi. Gia đình tôi phía trước, họ không xong rồi, nhanh lên đi. Sau khi được hồi sinh lại với một cơ thể hết sức đặc biệt, thì tôi lại gặp vô vàn chuyện rắc rối. Đồng loại của tôi bị giết sạch vì tay của một con quỷ lửa, nhưng tôi đã báo thù được. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một con rùa đã cầu cứu và nói cho tôi biết phía trước cũng rất là nhiều đồng loại của con quỷ lửa đó. Tôi nhanh chóng tiến về phía trước thì thấy một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Một lũ quỷ băng đã tàn sát hết tất cả những sinh vật ở đây, kể cả loài rùa. Giết hết, biến nơi này thành biển máu địa ngục của chúng ta. Dừng lại, lũ khốn kiếp đi. Nơi này là quê hương trong lành xanh đẹp của loài khủng long chúng ta. Các người không được tới đây dành. Mau đi chỗ khác, trở về thế giới của các người đi. Hả? Thứ gì kia? Là một con khủng long à? Sao nó kỳ lạ thế? Mẹ kia, nó muốn giết chúng ta kìa. Mau phanh thây xẻ thịt nó đi. Cơ thể của mình gặp chuyện gì nữa? Không được, mình có chết, mình sẽ kéo cái lũ khốn kiếp này đi theo chung. Chết tiệt, mày dám giết lũ quỷ bọn tao à? Bọn tao nguyên của mày sẽ chết ngay tức khắc, chết trong đau đớn, chết xuống bị phanh da xẻ thịt, bị bắt làm khủng long chiên nước mắm. Mày cầm mồm đi. Cơ thể của mình đau quá. Lòng. Mình đã chết chưa? Hả? Lại là nơi này. Sao ngươi lại bỏ cuộc giữa chừng? Hãy mau tỉnh dậy, tiếp tục chiến đấu đi chứ. Không, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi sợ lắm. Xin ngài, để ra tay đi. Tôi không thể nào tiếp tục được đâu. Ta bây giờ không còn là một thực thể trên thế gian này nữa. Ta chỉ là một ý niệm trong đầu của ngươi mà thôi. Còn ngươi là kẻ được chọn của đấng sáng tạo. Nào, hãy đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Ta sẽ mang cho ngươi thêm một phần sức mạnh nữa. Không. Đồng loại của mình. Đau quá. Mày chạy đi đâu cho thoát? Đừng, dừng lại. Không. Không kia. Lũ quỷ địa ngục chết tiệt. Ta sẽ liều mạng giết sạch các ngươi. Tưởng chừng như tôi thật sự bỏ cuộc, thật sự sợ hãi trước lũ ác quỷ này, thì tôi lại chứng kiến cảnh đồng loại của mình bị con quái vật đầu bò kia giết chết, khiến tôi không thể nào cầm lòng và phải cố gắng sống dậy, cố gắng tiếp tục chiến đấu. Đồng thời nhờ cái sức mạnh mà của Titan God đã ban thêm cho tôi cũng khiến cho người tôi một lần nữa thay đổi một cách rất vi diệu. Có ai cứu mẹ của tôi không? Mẹ của tôi bị một con quỷ nào ăn thịt rồi. Làm ơn cứu mẹ của tôi với. Lũ ác quỷ đó còn bao nhiêu con nữa mày? Thật tàn độc. Được rồi, đây bé khủng long ăn cỏ, hãy chờ ta sẽ đi giải cứu mẹ của con. Cảm ơn chú nhiều lắm. Mẹ của con ở đằng kia kìa, nhanh đi. Với cơ thể to lớn chậm chạp, nhưng tôi quyết phải bảo vệ những sinh vật khác và trở thành kẻ kế thừa của Titan God tại thế giới này. Ngon quá. Sinh vật gì kia? Đó là loại rồng trong truyền thuyết mà. Sao
sao hắn lại có mặt ở đây? À, cái gì thế kia? Một con khủng long thật kỳ lạ. Dừng lại mau, con ác long kia. Mày không được làm hại sinh vật khác. Mày tới thế giới này mục đích muốn làm gì? Nếu người muốn biết thì ta sẽ cho người tội nghĩ trước khi chết. Ta là ác long, ta bị giam cầm ở thế giới bóng tối. May mắn là thoát ra được, thế là ta đưa tất cả các quái vật bóng tối đến thế giới này để cho bọn chúng quậy phá. Thì ra ngươi là kẻ gây ra toàn bộ mọi chuyện. Chết đi. Nè, đừng bỏ cuộc, hãy tỉnh dậy đi, hãy tỉnh dậy đi. Lại là nơi đây. Không, Titan God ơi, thần khủng long ơi, tôi đánh không lại ảnh. Ngài hãy ra tay đi, tôi đau đớn lắm. Ta sắp tan biến khỏi thế giới này rồi. Còn ngươi không được từ bỏ. Ngươi phải mạnh mẽ lên. Ngươi phải thực thụ trở thành một thần thánh để có thể bảo vệ sinh vật tại trái đất. Tỉnh dậy đi, tiếp tục chiến đấu. Ta gieo tất cả niềm hy vọng, ý chí lên người của ngươi. Không, ngài đừng đi. Đây đường đi. Chết đi. Lũ sinh vật này, ta sẽ giết sạch các ngươi, nuốt cả linh hồn các ngươi. Con ác long khổ kiếp, đến lúc ngươi phải đền tội của mình rồi. Sức mạnh này. Ngươi là khủng long thần thánh à? Ta có là thần thánh hay không thì ngươi cũng phải chịu tội ác của mình. Dù tất cả những sinh vật tâm thương trên trái đất này đều muốn nguyền rủa ngươi, cho ngươi xuống địa ngục chết không toàn thay, mãi mãi không được siêu sinh. Dừng lại đi anh bạn. Ta xin lỗi, ta sẽ hoàn lương. Đừng đưa ta về thế giới bóng tối của ta. Không, đứng lại. Dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ cho ngươi tan xác. Thế là con ác long đó vô cùng sợ hãi, nó cố gắng thoát chạy, nhưng tôi quyết đuổi theo nó đến khi bắt được nó mới thôi. Vâng, đến đây cũng là toàn bộ cái hành trình. Tôi từ một chú khủng long ăn cỏ Tyrannosaurus bình thường biến thành một dạng thần thánh máy móc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.